Chúng mình xua bóng bóng đèn ở kênh thì ngày nay khi mình đang bằng hành được biết thơ nụm bia snow bóng ngoan nâng miên snow bóng tìa bài riêu nơi trong cần đá phòng đài. Một nụm bóng dương cua vô bóng tìa bài chùm nụm bàm gróp đã chô khổ nông chàn. Bạn tốt mốt đu vô bông gà hôm đặt chán hay liếp rơi ngô bì lơ rút đặt chùm hơi rồi dạp bê đập nỉa tì. Ấy là bông tiêu bài đồ bò dưỡng ban chùm hơi rồi rùa hơi khi nhóm vô mỗi gróp một sông cất khăn ông còn tròn ở một hai tục mùi lạc xin. Bạn tốt mốt dưỡng một thơ snow bông tiêu bài rêu vinh mà đòn. Đói muốn nồng bốn đâm tật ở bu hay bị phương chẳng gắn rồi đặt chàn đại nơi khăn nông tật nụ. Bần tố mơ chạp bơ sáp chùm nôn đập 5 gram, chạp vị pin cream chùm nôn 20 gram, score so chùm nôn đập gram, mà sao tự đọc cô chùm nôn 5 gram, chạp mà sao custom mấy 2 chùm nôn 5 gram rồi hai cô cho khăn ở sọp. Tốt mơ chạp bông tia bái đại dân cần hai môn nâng chô rùi hai cô chô khăn ở sập. Rùi hai vô chán đại nút chinh biệt tật đá hãy đặt nơi lửa tọc. Bần tốt mơ bần thêm bò tật rô chô đám bay ở khinh snow miền bì. Bù ấy snow bông muốn có bò lương hay snow rêu có bò lương đối chân này hãy tục nhau bần thêm bò tật rô chô khăn ông snow rêu. Đám bay ở khinh snow miền bì bò áp sáng khăn. Tốt mơ chạp vi chô khăn ông thông bánh krim. Rồi hãy bán viên chua bông ở bàn đập buôn bếch đông xe mát xe mát nha. Hãy đạp viên nơi cần lãnh có rồi dạp bê bàm bây mong tớ đọc màu. Vẫn tỏa mơ dương mà chấp đam thơ snow bông môn vinh mặt đòn. Một nồng bông chạp bông môn gà hôm chùm nôn mùi gróp chô khăn nông chán cốm. Chạp sco so chùm nôn hông sập gà rám chô rồi hãy cô ở sọp. Vẫn tỏa mơ chạp mà sẽ khát xa chùm nôn đập 5 gà rám. Mà sao khai chùm nôn 75 gram. Chạm mà sao tại đó cô chùm nôn 15 gram đôi hai cô cho khăn ở sọp. Bọn tỏ mơ chạm vị pin cream chùm nôn 45 gram. Chạm tức đó cô chùm nôn 120 gram đôi hai cô cho khăn ở sọp. Bọn tỏ mơ chạm bằng tia bray đã chùm hối hai môn nâng cho còn trón chùm nôn 4 gram cân ở một hai cô ở sọp. Rồi hai chạy tập bồng môn nút cho con rong một đoàn tên đám bay ở viết canh tải mọt. Rồi hai chạy bơ sát chung nốn 25 gram cho bốn tọa mó vô cái tẹt đặt lưu chồng gram bạc lưng nông gồm đau mở xùm. Rồi hai cô sơ nô ở chọp đầy rô đỏ khạp. Ấy lớn ní sơ nô rô bó hiếng mát thơ rưu rô hai bệnh lưng chồng gram hai tục vi ở trò chạy. Vẫn tỏ bí sinh tỏ chế hãy khi nhóm có bàn chạy viết chia đọc bốn chấm này xe mát xe mát. Một nâng dô sinh bóng tia bài riêu trên bí cật lãnh có khi nhóm có bàn đã chán đạch nơi lờ tật có đọc bây công oi sinh lộ bó hương rồi lê lươn bê. Vẫn tỏ mô dô sinh bóng môn chọc chiếu môn nâng sinh riêu. Hai cực tục nông tu tật có nơi cần lãnh có rồi dạ bê bây tờ bà mong. Bần tỏ mơ dương mộc thơ nông mô chị vinh mặt đòn. Chạm mà sao ổng có đồng nắp chùm nôn 75 gram cho khăn ông chán. Sco so chùm nôn 30 gram nâng ổng bơ bọn tịch. Chạm tật đọc cô chùm nôn 117 gram đôi hai cô cho khăn ảo sọp. Bần tỏ mơ chạm viết cho khăn ông cần trông đọc bây ai mà sao dương bàn mọt lọ. Rồi mơ cực thông plastic nâng dơ chơ mọc cho bì lờ thông. Rồi dơ tư chồng hơi bà hai chia mà phê nịa tì. Ấy lớp mà sao mô chi rộp bò hương bán chân rồi đùa hai dơ viết chanh đặt nơi lờ tọc. Rồi hai đặt bơ sáp chùm nôn bà bây cả đám cho bò ấy bơ nô rồi lê chiêu mùi nâng mô chi sọp lọ. Bần tọa mô dơ mà sao đặt nơi lờ cầm ra chì. Rồi hai chơi lì vì ở lãng xuất bần tay nơi khăn ông yên ổn nì vì mình toàn xuất đại khăn nhóm trong bàn tê. Vì bố bê đại khăn nhóm tiên tớ vì nơi đánh được chơi này hai khăn nhóm có bần to chơi lì vì là hốt đo tài xuất đích nơi khăn ông yên ổn nì tập chộp.
bần thọp mơ cắt viết chia đập bôn chậm nách sma khne rồi hai vô mà sao mô chị nó mọc chọp nâng sno bổng mòn. Rồi hai group tục nữ khăn ông tù tù gọt nâng cả lãnh gọt sân ăn cầm nọt mong tê chăm thơ xâm bọt nụng phía hai chăm dỗ chanh mọc. Bần thọp mơ thơ xâm bọt nụng phía bà nạch hẳng kra vinh mặt đòn. Nhi chi mà sao mi miên chùm nuôi mà rồi chết sập 5 gram chạc sọ so chùm nuôn 30 gram chù. Chạc ấm bơ chùm nuôn 1 phiệt 4 sạp bia cà phê. Chạc tắc chùm nuôn 95 gram nâng chạc bơ 3 chùm nuôn 60 gram rồi 2 chùm bó chù khá nè ở sọp ra 2 chia đọc nửa tì từ đọc 5 nửa tì. Ấy lớn ní mà sao được bỏ dưỡng bánh được rõ hai group viết tốt được dạp bê mùi màu. Bình tốt bì mùi màu màu dù mà sao kháng cao tiền ốc một thật lần hay cắt chia đập buôn chùm này sma kìa. Rồi hai group tốt được dạp bê đập nìa tí tiệt. Bình tốt mơ thơ xâm bọ bệnh mặt đòn. Nhi chi mà sao mi miên chùm nôn 135 gram chạp bơ sáp chùm nôn 90 gram chô cho bó chô khá nè ỏi sọp. Rồi hai dù mà sao tiền ốc một thật lần hai chai chia đập buôn chùm nách sma khá nè. Rồi hai dù đồ mà sao kháng cao môi một liệt rồi đặt đồ mà sao bên chô chọp ỏi chật. Bần tóc mà dù đồ mà sao tí môi màu sẵn cọt môn kì. Hai bóng phổn cũng phải dô thông plastic mà cổ phong đập bây cùng ai mà sao dân trực cho viên nâng ngụt sống bọc hàng trai. Bên tâm mơ sống con mà sao ở sống phai đôi hai mùa mà sao nơi kháng lờ. Rút vô còn lại đại phật muộn nốt rai làng lờ hai sống con ở sống phai đôi mùa viên đón tiệt. Bên tâm bí mù rút cổ tục rồi dạp bê đập ram nế tì. Bình tỏa bí ban đập ra mình tì mốc vô mà xa đông tì môi mà sẵn cột mùn kì. Rồi hai bà trong mình đã sẵn cột trong gần đà. Hai bọt kẹp tiếng sông kháng lăng một lờ rút sẵn cột ở sầm bạch. Bình tỏa mơ đã snow hai tật lọc mà xa lăng lờ vinh rút trọ bạch mà xa nô là hô tòa tài mà xa chọc snow chết là ồ. Bình tỏa bị chọc nụm phía rưu rồi hãy nhóm gọc bàn bà bông gà hôm chùm nôn mùi cơ rộp mọc về ở bãi rưu liếp bì lơ nụm phía. Bình tỏa mô dùm rìm đáy cho rộp bông gà hôm hay mọc bà là ngộ mà rưu đạp bì lơ nụm phía. Rút đọt nước nóng lo đầy mình cầm đá hai sắp một đôi bạch sập ông xa sẽ đòi dạ bê mà phay tơ mà phay pram nế tì. Ấy lưu nông biết đọt rùa hai dù viết trên bí lo tục ôi trò chạy chì cả sạch. Xong mong con bông phá ôn đại bân tu xử ná vì đâu khi nhóm bị đam đo chọc sẵn khâm thả bông phá ôn nâng chỗ chật. Bà mình xử nối rưu dọc bò vấy xong bông phá ôn xó xê khẩm mân nâng kháng grau. Xong bọn phụ ôn chui chạch like, share, nâng subscribe YouTube channel để bọc nhóm đảm bây chụp khuyên nền video cao tiết ở con trang xong chùm rịp lìa.